Đạo không nằm trên bầu trời, mà đạo trong tim. Và chỉ có người nào nhận thức được về mình, thì người đó mới thực sự thức tỉnh. Cuộc sống với những bộn bề lo toan khiến con người ta luôn bận rộn để mưu sinh mà quên mất đi những cái bình dị an lạc của cuộc đời. Mời quý Phật tử cùng nghe những lời Phật dạy cho tâm thanh tịnh, cho đời bình an, giác ngộ để tìm về với cuộc sống an lạc, bình dị. Để dù trong bất cứ hoàn cảnh nào, chúng ta vẫn có thể hành việc thiện dù là nghịch cảnh trái ngang. Với những người đã đạt cảnh giới cao trong cuộc đời, giác ngộ, tỉnh thức, hiểu thấu luân thường đạo lý, để tai luôn kề cận với những lời nói ác ý hay những hành động bị người khác hãm hại, một ngày kết thúc với chiếc bụng đói, quần áo, nơi ở thiếu thốn, nhưng nụ cười vẫn luôn hé nở trên môi. Sau đây là những nguyên nhân khiến tâm ta không thể thanh tịnh. Đức Phật có dạy rằng, đứng trước mỗi sự việc không như mình muốn, chúng ta cần phải đi sâu hơn và sâu hơn nữa, để tìm cho ra những nguyên nhân đang gây rắc rối cho chúng ta. Khi đã nắm rõ được nguyên nhân, nền tảng phát sinh ra các vấn đề khiến ta căng thẳng, mất bình tĩnh, thì ta sẽ tìm được các phương pháp giải quyết hợp lý, hợp tình. Trong đó, phiền muộn, u buồn của con người ta có thể bắt nguồn từ những điều nhỏ nhặt trong cuộc sống. Nó tồn tại dưới nhiều hình dạng và trạng thái khác nhau. Có những nỗi buồn chỉ là man mác, nhưng cũng có những nỗi buồn lại thấu đến đau lòng. Tuy nhiên, dù là trạng thái buồn ở mức độ nào, thì chúng ta cũng cần sự kiểm soát để khiến lòng thanh thản và bình yên. Nếu bạn đang gặp phải những khó khăn hay thất bại, hãy tập nhìn ra thế giới xung quanh để thấy rằng vẫn còn rất nhiều người khổ hơn mình. Họ vẫn đang chống chọi từng ngày để vượt qua. Và quan trọng hơn cả là vẫn còn rất nhiều điều tốt đẹp bên cạnh mình. Đó là tình yêu của cha mẹ, là sự ủng hộ của bạn bè, và còn có cả những ngã rẽ khác bạn có thể đi. Dưới đây là 7 lời Phật dạy cho tâm thanh tịnh dành cho những người đang có tâm sự hay phiền muộn để cuộc sống thêm an yên. Thứ nhất, thanh tịnh nằm ở trong tâm. Cả đời làm việc vất vả, đến cuối cùng chỉ muốn bản thân được an nhàn để hưởng thụ cuộc sống. Con người ta luôn tìm kiếm sự thanh tịnh ở bên ngoài, trong khi quên mất rằng nó là cái mà ai cũng có thể đạt được. Nó không ở đâu xa, mà ở trong chính tâm hồn của mình. Nếu tâm của bạn bớt tham lam, sân si, ganh đua, ghen ghét, thì tự khắc bản thân sẽ thấy thật thanh thản, hạnh phúc và cuộc sống bỗng nhẹ nhàng, bình yên làm sao. Thứ hai, tức giận chỉ là một cục than hồng, có thể làm đau người khác, nhưng người bị bỏng đầu tiên chính là bản thân của chúng ta. Sẽ có lúc chúng ta cáu gắt, quát nạt với mọi người xung quanh, nhưng bản thân ta đâu ngờ điều đó lại làm hại chính bản thân mình. Đừng bao giờ nói bất kỳ câu gì khi bạn đang tức giận. Người ta thường nói, giận quá thì mất khôn. Những câu nói nặng nề vô tình của bạn có thể gây tổn thương sâu sắc đến người khác. Sự tổn thương đó vô tình cũng khiến bạn mất đi những người quan trọng nhất với mình. Đừng để những lời nói và hành động lúc nóng giận nhất thời khiến ta ân hận cả một đời. Thứ ba, suy nghĩ sẽ định hình nên con người bạn. Bạn nghĩ bạn thế nào thì bạn chính là thế đấy. Chúng ta nghĩ mình vô dụng thì chắc chắn chúng ta sẽ không bao giờ làm nên trò trống gì, vì bản thân ta chẳng thèm hành động. Chúng ta nghĩ mình thông minh, dĩ nhiên chúng ta sẽ thông minh, vì tự bản thân ta biết cách tạo nên điều đó. Chỉ cần suy nghĩ tích cực
giữ cho tâm được thanh tịnh thì mọi chuyện sẽ tự nhiên tốt đẹp lên thôi. Do đó, cuộc sống sẽ ít đi những u buồn, phiền muộn. Vì lúc nào con người ta cũng cố biến mọi thứ ta gặp phải trong cuộc sống thành niềm vui cho riêng mình. Thứ tư, nếu biết người là thông minh, thì biết mình chính là giác ngộ. Chiến thắng chính bản thân mình còn dễ dàng hơn là chiến thắng cả ngàn trận đánh. Đó là bài học sâu sắc mà ai trong chúng ta cũng cần biết. Tự chinh phục cái tâm của mình chính là cửa ải lớn nhất mà con người phải trải qua. Do đó, thiền định là cách tốt nhất để chúng ta hiểu đúng về chính bản thân mình. Biết được bản thân thích cái gì, làm gì để thỏa mãn nó, chính là cách để con người ta sống vui hơn mỗi ngày. Đừng tưởng đây là điều dễ thực hiện, vì có những người đã mất cả đời chỉ để làm điều này mà thôi. Thứ năm, thay thế đố kỵ bằng ngưỡng mộ từ tâm. Nếu còn đố kỵ thì chắc chắn tâm ta sẽ còn buồn phiền, không thể thanh tịnh. Thay vào đó, chúng ta nên đón nhận và vui cho sự thành công của người khác bằng sự ngưỡng mộ. Tâm bình thản thanh tịnh rồi, lấy cái tốt của người khác để làm gương sẽ khiến cho con người ta dễ dàng phấn đấu mà không có sự căm phẫn. Đố kỵ đôi khi chỉ làm lòng người thêm nhơ bẩn, thậm chí chỉ vì sự đố kỵ mà con người ta có thể biến chất trở thành người chuyên làm những hành động xấu xa mà đôi khi chính bản thân mình cũng không thể ngờ tới. Thứ sáu, nhân từ với tất thảy mọi người. Hãy nhớ luôn nhẹ nhàng với trẻ con, yêu thương người già, đồng cảm với người cùng khổ, nhân từ với kẻ yếu thế và người lầm lỗi. Một lúc nào đó trong đời, chúng ta cũng có thể rơi vào những hoàn cảnh đó. Động lòng trắc ẩn với mọi người, kể cả kẻ giàu cũng như người nghèo, ai cũng có nỗi khổ riêng. Có người chịu khổ nhiều, có người chịu khổ ít. Nhân từ để yêu thương và đồng cảm với mọi người, vì mỗi người đều có những nỗi khổ riêng mà chỉ có họ mới hiểu thấu. Nếu có người ta nhìn nhận mọi việc bằng con mắt nhân từ và sự tốt đẹp, thì cuộc đời ta cũng sẽ luôn tươi đẹp, mọi thứ đều hoàn hảo. Tâm can chúng ta sẽ được thanh lọc bởi những hành động mà chúng ta dành cho người khác. Thứ bảy, vạn sự tùy duyên. Bàn tay ta vung đắp, thành bại thuộc vào duyên. Dinh nhục ai không gặp, có chi phải ưu phiền. Tùy duyên đương nhiên không phải là phó mặc hết thảy tất cả sự việc và con người ở cõi hồng trần, lại càng không phải là buông xuôi. Chỉ theo đuổi sự vui chơi giải trí mà chính là tự bồi dưỡng cho bản thân một tâm thanh tịnh trước mọi chuyện, xem nhẹ được và mất, danh và lợi trong cuộc đời. Mọi sự tùy duyên, duy trì được một tâm thanh tịnh chính là cảnh giới cao nhất của đời người. Thuận theo duyên thì cho dù là bầu trời trong xanh hay là u ám, đường đời có gập ghềnh hay bằng phẳng, trong lòng chúng ta vẫn sẽ cảm thấy được bình an và thanh thản. Trong thời gian có hạn của cuộc đời, biết tùy duyên, quý trọng duyên thì cuộc sống được rộng rãi và giải thoát. Đối mặt với duyên phận, đừng tìm kiếm và cũng đừng phiền não. Lúc duyên đến thì hãy trân trọng, quý tiếc duyên. Lúc duyên đi thì cũng nên buông bỏ, thuận theo duyên. Hết thảy đều sống thuận theo tự nhiên mới là tốt nhất, thanh thản nhất. Lời Phật dạy về giác ngộ cho tâm thanh tịnh giúp ta hiểu được rằng con người ta dù phải sống trong nghịch cảnh trái ngang, nhưng tâm thanh tịnh, miệng không khẩu nghiệp thì luôn tìm được những niềm vui, hạnh phúc từ nhiều điều đơn giản nhất. Vì thế, hãy nhìn nhận vấn đề theo hướng tích cực hơn, gạt bỏ những căng thẳng nhỏ, xử lý mọi việc với một cái tâm thanh tịnh
sẽ giúp cuộc sống trở nên dễ dàng hơn. Lời Phật dạy về nhân quả báo ứng. Nhân quả trong đạo Phật dạy cho ta phải có trách nhiệm trong từng ý nghĩ, lời nói và hành động. Nếu chúng ta không tin nhân quả, ta sẽ sống vô ý thức, thiếu trách nhiệm, chỉ biết tham lam, ích kỷ để làm tổn thương cho người khác. Nhân quả rất đa dạng và phức tạp. Sự diễn biến từ nhân cho đến quả còn tùy thuộc vào các duyên. Nhân quả có thể báo ứng liền tức khắc, như chúng ta đang đói, chỉ cần ăn vào một thứ gì đó thì được no. Và kết quả của nó cũng có thể xảy ra ở tương lai gần hoặc xa. Nhân quả ở đời vốn rất chính xác và rõ ràng, gieo nhân nào thì gặt quả nấy. Do nhận thức đúng về nhân quả, nên người con Phật luôn thận trọng trong mỗi việc làm, lời nói và suy nghĩ của chính mình. Chỉ cần chúng ta chịu khó quan sát trong hiện tại, ta sẽ dễ dàng nhận ra quả báo trước mắt của những việc làm tốt hay xấu. Suy nghĩ và cảm xúc của con người luôn thay đổi và chịu tác động nhanh chóng bởi các sự kiện xung quanh. Thí dụ, khi nhận được một thông tin tốt đẹp, có lợi cho mình, thì ngay lập tức ta có thái độ hoan hỷ, vui vẻ, lạc quan. Ngược lại, nếu nhận được tin xấu, ngay khi ấy, chúng ta sẽ cảm thấy khó chịu, buồn phiền, bực bội và có thể nóng nảy với những người khác. Theo luật nhân quả, thành công hay thất bại đều có nguyên nhân sâu xa của nó. Nếu chúng ta muốn có được nhiều kết quả tốt đẹp, thì phải biết gieo nhân thiện ích giúp người cứu vật. Trên thế gian này, với nhiều thể chế chính trị và rất nhiều tôn giáo đều lý giải nhân quả theo cách riêng của mình. Đa số đều nghiêng về một đấng tối cao ban phước giáng quả. Tuy nhiên, theo quan điểm của đạo Phật, luật nhân quả báo ứng là nền tảng sống của muôn loài vật. Không ai có thể tách rời luật nhân quả mà có thể tồn tại. Cho nên, Phật giáo đối với nhân quả báo ứng có cái nhìn đầy đủ và thấu triệt. Phật dạy chính chúng ta là chủ nhân của bao điều quả phúc. Mình làm lành thì được hưởng phước tốt đẹp, làm ác thì chịu quả khổ đau. Nói một cách đơn giản và dễ hiểu là nhân quả báo ứng chính là làm thiện thì được quả báo tốt đẹp, còn làm ác, làm điều xấu xa tội lỗi thì bị quả báo khổ đau. Mỗi hành vi xấu ác đều phải chịu ác báo tương xứng với hành vi đó. Vả lại, căn cứ vào những hành vi xấu ác nặng hay nhẹ mà có các quả báo tương xứng khác nhau. Ai làm 10 điều ác, sau khi chết chắc chắn phải thọ khổ trong địa ngục. Còn tạo nghiệp ác nhẹ hơn sẽ bị tái sinh vào loài quỷ đói và các loài súc vật để chịu khổ báo. Sau khi thọ hết tất cả thống khổ trong các đường này rồi, sẽ được chuyển sinh trở lại làm người, mà làm người thấp kém và tiếp tục bị thọ các quả báo xấu còn sót lại. Để cho chúng ta có đủ niềm tin về nhân quả, xin mời tất cả quý vị cùng nghe bài kinh Triết Lý Sâu Sắc Về Tội Lỗi Bởi Gieo Nghiệp Xấu Ác. Tiến trình diễn biến từ nhân đến quả có thể báo ứng ngay trong hiện tại, mà cũng có thể xảy ra ở tương lai gần hoặc xa. Chỉ cần quan sát trong hiện tại, chúng ta cũng dễ dàng nhận ra quả báo nhãn tiền của những việc làm ác. Một thời, Thế Tôn trú ở Savatthi, tại một khu vườn của ông Sana Thabindika. Tại đấy, Thế Tôn gọi các tỳ kheo: "Này các tỳ kheo, có hai loại tội, thế nào là hay? Tội có kết quả ngay trong hiện tại và tội có kết quả trong đời sau. Thế nào là tội có kết quả ngay trong hiện tại? Này các tỳ kheo, khi thấy nhà vua bắt được kẻ trộm, kẻ vô lại liền áp dụng nhiều hình phạt sai khác.
họ bị đánh bằng roi cho đến bị chặt đầu. Thế vậy liền suy nghĩ, do làm ác nghiệp nên mới bị các hình phạt như vậy. Nghĩ vậy, người ấy sợ hãi tội lỗi trong hiện tại. Và này các tỳ kheo, thế nào là tội có kết quả trong đời sau? Ở đây có người suy xét như nhau, quả báo dị thục của thân miệng ý ác. Sau khi thân hoại mạng chung, phải sanh vào cõi dữ, ác thú địa ngục. Nghĩ vậy, người ấy sợ hãi tội lỗi trong đời sau. Do vậy, này các tỳ kheo, cần phải học tập như sau. Chúng ta phải sợ hãi đối với tội có kết quả trong hiện tại và đời sau. Chúng ta phải thấy rõ sự nguy hiểm và tránh xa ác tội. Đây là bài kinh Đức Phật nói tại thành Sáp Vệ, nơi khu đất mà trưởng giả Cấp Cô Độc mua để làm tịnh xá. Người học Phật cần phải suy xét và chiêm nghiệm tất cả mọi hiện tượng trong bầu vũ trụ bao la này, từ con người cho đến muôn loài vật đều chịu sự chi phối của nhân quả. Gieo nhân đào thì gặt quả ấy, như trồng dưa thì được dưa, trồng đậu thì được đậu. Việc làm ác cũng lại như thế. Phật dạy, dù chúng ta có lên núi cao hay là trốn xuống vực thẳm, cũng không thể nào tránh được nghiệp quả khi đủ nhân duyên. Do chúng ta đã tin sâu về nhân quả, nên người học Phật luôn cẩn thận và có sự phán xét trong suy nghĩ, lời nói và hành động của mình. Nhân trộm cướp trong hiện đời sẽ bị quả báo nghèo khổ, tài sản bị người khác chiếm đoạt và tiếp tục chịu quả xấu trong tương lai. Hễ tài vật hoặc đồ dùng của người khác khi chưa được sự đồng ý của họ mà ta tự lấy dùng hoặc chiếm đoạt đều thuộc về tội trộm cướp. Tham lam muốn chiếm lấy của người khác để làm của riêng cho mình là do thói quen thâm căn cố đế của những người không tin nhân quả. Tuy nhiên, vì lòng tham mà chúng ta có thể tìm đủ mọi cách lường gạt người khác là nhân dẫn đến tù tội và nghèo túng cùng khốn khổ trong hiện tại và mai sau. Có biết bao người đau khổ vì bị mất của, bị lừa đảo mà túng quẫn dẫn đến tự sát. Lại nữa, tiền bạc tài sản vật chất là phương tiện để nuôi sống bản thân và gia đình. Bao nhiêu năm tháng chắc chiêu dành dụm, giờ thì đổi nón ra đi. Sự mất mát tài sản làm cho gia đình trở nên thiếu thốn, khó khăn, nghi ngờ lẫn nhau, có thể dẫn đến đổ vỡ hạnh phúc gia đình mình và người khác. Sự đền trả xứng đáng của quả báo này, trước tiên là bị giam cầm, tù tội. Nhiều người bị khinh chê, gia đình ly tán, vợ con khốn khổ, rồi mai sau nghèo cùng vô số kiếp. Và nếu có tiền của thì cũng không thể tự do sử dụng để giúp đỡ người. Chúng ta nên nhớ là của phù dân khó bao giờ tồn tại, bởi sống trên sự đau khổ của người khác. Nhan nhản mỗi ngày, có những vụ lừa đảo, lường gạt trong xã hội mà báo chí thường đăng tải là do lòng tham muốn quá đáng của con người. Con người vì lòng tham lam quá đáng nên mới dễ bị người khác lường gạt. Nhân quả trong thời hiện tại thường được hiểu như một luật thưởng phạt công bình. Ở hiền thì gặp lành, ở ác thì gặp dữ, hoặc gieo gió gặt bão. Bởi thế, có rất nhiều người quá sợ hãi luật nhân quả nên họ không dám làm những điều xấu ác. Vì gieo nhân xấu thì gặt quả ác trong hiện tại và mai sau. Hoặc ngược lại, có rất nhiều người làm phước thật nhiều để mong mai sau thọ hưởng phước báo nhiều hơn. Luật nhân quả theo quan điểm của Phật giáo đúng là gieo nhân nào sẽ gặt quả nấy. Nhưng theo sự hiểu biết của chúng tôi, nó không phải chỉ là luật thưởng phạt bình thường, mà là một luật cần thiết cho nhu cầu đời sống và sự tiến bộ của con người. Đức Phật dạy, ta là Phật đã thành, chúng sinh là Phật sẽ thành. Tất cả mọi người, ai cũng có khả năng thành Phật như nhau.
vì ta đã có nhân Phật trong người. Cái gì biết khi thấy, cái gì biết khi nghe. Trong Kinh Pháp Hoa, Đức Phật thọ ký cho các đệ tử sau này ai sẽ thành Phật hiệu gì, ở đâu. Như vậy, ta thấy không những đệ tử của Phật sẽ thành Phật, mà tất cả chúng sinh đều sẽ thành Phật, vì tính bình đẳng dù phải trải qua vô lượng số kiếp về sau. Nhân quả theo ta như bóng với hình. Cuộc sống của chúng ta với đủ mọi sắc thái, tầng lớp, giàu có sang trọng, nghèo khổ bần cùng, hiền lành chất phác, hung dữ ác độc, thông minh hay ngu dốt. Chúng ta có mặt trong cuộc đời là đã ghi tên và được nhận vào Đại học đường, tức trường đào tạo con người. Bổn phận của học sinh là phải học để nâng cao trình độ hiểu biết về mọi phương diện. Nếu chúng ta lười học, bỏ học, thì ta sẽ trở thành những kẻ ngu dốt, chỉ làm tốn tiền cha mẹ mà chẳng được lợi ích gì. Mục đích chính của việc học là để chúng ta biết cách hoàn thiện chính mình, đến khi bằng Phật mới thôi. Trước tiên, bài học cao quý cần phải hiểu là bài học sống để yêu thương, thương yêu chính mình và mọi người khác. Nhưng chúng ta thương yêu cũng phải biết cách, tức là thương yêu bằng từ bi và trí tuệ. Nhờ vậy, ta không luyến ái, ích kỷ giống như những người thường tình ở thế gian. Chính vì vậy, chúng ta cần phải học thêm bài học hiểu biết để thương yêu bằng tình người trong cuộc sống. Hiểu biết để thương yêu để có hạnh phúc chân thật, nhờ biết cảm thông và tha thứ cho nhau. Hiểu biết ở đây không phải là loại kiến thức thông thường, biết về đời sống kinh tế, kinh doanh, mua bán, khoa học, kỹ thuật, chính trị, vân vân. Có rất nhiều người học giỏi, đậu bằng cấp cao về những chuyên môn nói trên, rồi cuối cùng đi làm kiếm tiền, nuôi sống bản thân và giúp đỡ gia đình, người thân được sống để tồn tại. Sống ở đời, dù giàu hay nghèo, dù sang hay hèn, dù khôn hay dại, dù tốt hay xấu, ai ai cũng muốn được sống sung sướng hạnh phúc. Quả thì ai cũng muốn được tốt đẹp, nhưng mà nhân thì chúng ta không chịu gieo, hoặc đã gieo nhân ác mà cứ muốn quả lành trái ngọt. Thật là vô lý. Chúng ta tìm kiếm hạnh phúc mãi mà không tìm thấy, chỉ thấy toàn phiền muộn, khổ đau. Khổ quá chúng ta bèn tìm đến các chùa, tìm người cầu chỉ dạy. Đạo Phật dạy gì cho chúng ta? Trước tiên, dạy luật nhân quả, để chúng ta biết làm lành, hướng đến phước tốt đẹp và tránh xa nhân xấu ác, làm tổn hại người khác, vì gieo nhân nào thì gặt quả nấy. Ta đau khổ trong tình cảm vì bị người yêu ruồng bỏ. Ta đâu biết rằng trong nhiều kiếp trước mình đã phá hoại hạnh phúc của gia đình người khác, nên bây giờ ta phải chịu hậu quả đau thương. Nguyên nhân đưa đến khổ đau không phải do hoàn cảnh, không phải do người khác, mà chính tự nơi mình đã gây ra. Vì mãi chạy theo vật chất, tham đắm sắc dục, chúng ta lãng quên tâm linh sáng suốt, không tin nhân quả, không học cách sống để yêu thương bằng trái tim hiểu biết. Do đó mà ta phải chìm nổi lên đên trong biển khổ sông mê, không có ngày thôi dứt. Bây giờ có duyên được học lại bài học nhân quả, là ta phải biết yêu thương đùm bọc giúp đỡ lẫn nhau với tấm lòng vô ngã vị tha. Có nhiều bậc cha mẹ thương con nhưng không biết cách chỉ dạy con cái, nuông chiều chúng muốn gì được nấy, làm cho nó thêm lười biếng và ỷ lại. Cha mẹ đưa con đến trường rồi phó mặc cho thầy cô giáo hướng dẫn dạy dỗ. Nhưng trường học thời đại bây giờ, người ta chỉ dạy cho nó bằng cấp, có nghề trong tay, để ra đi làm ăn kiếm sống nuôi gia đình. Nhân quả trong đạo Phật dạy cho ta phải có trách nhiệm trong từng ý nghĩ, lời nói và hành động. Nếu chúng ta không tin nhân quả, ta sẽ sống vô ý thức, thiếu trách nhiệm, chỉ biết tham lam ích kỷ để làm tổn thương người khác. Khi đau răng, chúng ta mới hiểu được nỗi khổ của những kẻ đau răng.
Có nhiều người rất khỏe mạnh, chưa bao giờ bị bệnh, nên thấy người khác bệnh thì cho rằng người này dở nên khinh thường. Nhân quả, nghiệp báo tốt xấu sẽ đến sớm hay muộn là tùy theo duyên. Bây giờ ta chưa đau bệnh, nhưng sau này sẽ bệnh rồi, ta sẽ cảm nhận được sự thống khổ của nó mà có thể cảm thông cho người đã bệnh. Khi hiểu được như vậy, chúng ta sẽ thương mình và người khác. Nhờ đó, nghiệp khổ ngày càng được giảm bớt và tiêu trừ. Nếu chúng ta không hiểu như thế mà cứ đi chùa để khẩn cầu giáng sinh, mong Phật Bồ Tát gia hộ cho mau hết bệnh, là người chưa có niềm tin sâu sắc về nhân quả. Con người có hai phần, thể xác và tinh thần. Do đó, chúng ta phải biết quay lại chính mình mà sống với tâm Phật sáng suốt, thì mọi bệnh khổ sẽ được tiêu trừ. Sự diễn biến từ nhân đến quả cũng không nhất định, có thể báo ứng liền trong hiện tại hoặc xảy ra sau một thời gian. Khi làm ác, chúng ta có thể qua mặt được luật pháp, nhưng luật nhân quả sẽ không chừa bất cứ một ai khi nhân duyên chín muồi. Chúng ta chỉ cần quan sát trong hiện tại sẽ biết rõ ràng quả báo trước mắt của những việc làm ác như trộm cướp, lường gạt, nói lời dối gạt, cờ bạc, hút chích, đàn điếm, lừa tình, trù dập, hãm hại, buôn lậu, móc ngoặc, hối lộ, tham ô, chèn ép người quá đáng, dẫn đến bị bắt, bị truy tố, bị giam cầm tù tội cho đến tử hình. Chính vì thế, người Phật tử chân chính phải tin sâu nhân quả, nên luôn sợ hãi với quả báo xấu xa, quyết không làm điều gì làm tổn thương đến người khác, tránh xa tội lỗi. Người đã có đủ tín tâm về niềm tin nhân quả sẽ ý thức mà không làm các việc xấu ác. Bởi nhân trộm cướp lường gạt của người dẫn đến quả báo hiện tại là chịu tù tội và tương lai chịu thiếu thốn nghèo hèn. Chúng ta hãy sợ hãi quả báo xấu trong đời này để biết cách tránh xa những điều tội lỗi, hay làm các việc thiện ích vì tình người trong cuộc sống. Một người sống tốt, không làm tổn hại ai, một gia đình hoàn thiện về nhân cách đạo đức, thì xã hội sẽ phát triển ổn định một cách bền vững và lâu dài, nhờ ai cũng tin sâu vào nhân quả nghiệp báo. Xưa có một gia đình nọ vì quá nghèo, nên hai mẹ con phải đi ở đợ cho ông phú hộ giàu có trong làng. Người mẹ đã lớn tuổi, vì cuộc sống cơ cực bần hàn nên đã qua đời gần một năm. Vào một đêm nọ, người con nằm mộng thấy mẹ về, nói với ông: ngày mai có mưa to, phía sau nhà bếp sẽ có một con gà chết cống vì lạnh. Ông phú hộ sẽ cho con, nhưng con chớ có nên ăn. Mẹ khi còn sống đã từng trộm 200 đồng của ông phú hộ. Nay vì ác nghiệp đó mà mẹ chưa được siêu thoát và phải thành con gà để trả nợ. Mẹ đã đẻ đủ số trứng và sinh ra nhiều lứa gà con, nên trong đời này trả hết số nợ cũ. Bây giờ ta có thể tái sinh cõi lành. Hôm sau quả đúng như lời nói trong giấc mộng, có một con gà mái chết cống ở phía sau nhà bếp. Ông phú hộ liền cho người con. Biết được nguyên nhân, đứa con khóc lóc, thương tiếc nhớ đến mẹ mình, rồi đem gà mái đi chôn. Ông phú hộ ngạc nhiên, mới gặn hỏi vì sao lại như thế. Không giấu giếm được nữa, người con liền đem sự thật kể lại cho ông phú hộ nghe. Kể từ hôm đó, ông phú hộ đối xử tốt với chàng trai và coi anh như người thân trong nhà. Trộm ở đây có nghĩa là canh me, rình rập, lén lấy, không để cho người khác thấy. Cướp có nghĩa là công khai, ngang nhiên cưỡng đoạt lấy trước mặt mọi người. Cân đon bán thiếu, trốn thuế, lường gạt dưới nhiều hình thức khác đều gọi là trộm. Lợi dụng quyền cao chức trọng, tham ô, hối lộ, ăn chặn bắt chẹt người, phải đưa tiền của đều gọi là cướp. Quả báo của sự trộm cướp: nặng thì nghèo, bần cùng, vô số kiếp, hoặc làm thân súc vật để đền trả cho người.
nhẹ thì ruộng vườn nhà cửa tài sản bị thiên tai lũ lụt hỏa hoạn, sóng thần động đất phá hủy. Chúng ta hãy nên tin sâu nhân quả, vì làm lành được hưởng phước báo tốt đẹp, làm ác chịu quả khổ đau hiện tại và mai sau. Nhân trộm cướp và làm việc xấu ác, cả thế giới loài người đều không chấp nhận, nên có luật pháp chế tài phạt tù, nặng thì tử hình. Huống hồ chi là luật nhân quả luôn âm thầm chi phối và sẽ cho ra kết quả xấu khi đủ nhân duyên. Ý thức được những khổ đau do gian tham trộm cướp lường gạt lấy của người dưới nhiều hình thức, người Phật tử chân chính nguyện mở rộng tấm lòng thương xót, không xâm hại tài sản vật chất của người khác để đem lại niềm vui sống đến với tất cả mọi người. Chúng ta phải có niềm tin về nhân quả trọn vẹn. Dù là một cây kim cộng chỉ, nếu không phải là của mình hay người khác không cho, thì mình không được tự ý làm của riêng. Ngoài những tội có kết quả trong hiện tại, khi đủ nhân duyên, còn vô số những việc làm ác sẽ kết thành quả xấu trong tương lai. Vì nhân đã gieo, dù trăm kiếp ngàn đời vẫn không mất. Con người khi gặp quả xấu mới than trời trách đất, đổ thừa tại thì là, mà không chịu gieo nhân lành ngay nơi hiện tại. Nhiều người đã phạm tội nhưng chưa bị phát hiện bởi nhân xấu chưa kết thành quả, thì họ vẫn cứ ung dung hưởng thụ, thản nhiên như người vô tội, thậm chí còn phỉ báng luật nhân quả nữa. Đến khi phước hết, họa đến, chịu quả khổ đau, không có ngày thôi dứt. Kính thưa quý vị và các bạn, mỗi chúng ta giống như những hạt muối nhỏ bé, đông đầy trong lòng những ly nước đầy rẫy biến động. Khi chúng ta lấy một muỗng muối đổ vào một ly nước nhỏ, sẽ làm cho ly nước trở nên mặn chát. Nhưng đó chỉ là một phần nhỏ trong vũ trụ rộng lớn này. Còn khi chúng ta dùng muỗng muối đó đổ xuống hồ nước mênh mông, dù có cố gắng thì cũng không thể cảm nhận được sự mặn chát nào. Cuộc sống cũng giống như vậy. Những lo âu phiền muộn, những khó khăn và thử thách chẳng khác gì những nước muối trong ly. Chúng có thể làm cho cuộc sống trở nên mặn chát và khó chịu. Tuy nhiên, nếu chúng ta học cách nhìn nhận và giải quyết vấn đề từ một góc nhìn bao quát hơn, như việc đổ muối ra hồ nước, chúng ta sẽ nhận ra rằng những vấn đề đó chỉ là một phần nhỏ của cuộc sống rộng lớn này. Hạnh phúc không phụ thuộc vào những vật chất hay là những thành tựu lớn lao bên ngoài, mà nó đến từ bên trong, từ tâm thái nhẹ nhàng và sự lựa chọn đơn giản. Đôi khi chúng ta quá phức tạp hóa mọi thứ, suy nghĩ quá sâu và tính toán quá nhiều, khiến cho cuộc sống trở nên rối ren và khó khăn hơn. Nhưng nếu chúng ta biết cách nhìn nhận nhẹ nhàng và giải quyết vấn đề một cách đơn giản, thì cuộc sống trở nên dễ dàng hơn và hạnh phúc sẽ luôn ở đó, ẩn sau những điều nhỏ bé nhất trong cuộc sống hàng ngày. Có những lúc chúng ta cần nhớ rằng, mọi thứ không nhất thiết đều phải thật nghiêm trọng và trầm trọng. Đôi khi chỉ cần mỉm cười là đủ để giảm bớt áp lực và tạo ra một không gian thoải mái gần gũi. Đừng quá lo lắng về việc mọi người có nhìn thấy và hiểu được bạn đang nghĩ gì. Và đôi khi chỉ cần vài người hiểu và cảm nhận được là đủ rồi. Một phần quan trọng trong việc sống là biết khi nào nên mỉm cười và đơn giản là để mình cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Không cần phải lúc nào cũng luôn tràn đầy năng lượng và cứ tỏ ra nghiêm túc. Nếu có người muốn biểu diễn thì bạn hãy vỗ tay vui mừng cùng họ. Nhưng đừng ép buộc bản thân phải làm điều đó nếu như lòng mình không muốn. Đôi khi việc giữ cho lòng bình tĩnh và không quá thận trọng với mọi việc sẽ giúp cho chúng ta thoải mái hơn trong cuộc sống. Quan trọng hơn hết, hãy sống một cách tự nhiên, không cần phải lo lắng về việc ai đúng ai sai, ai mạnh ai yếu. Điều quan trọng là sống tùy theo duyên số và cảm nhận từng khoảnh khắc một cách chân thành và đầy yêu thương. Cuộc đời như một bức tranh vô tận, với những mảnh ghép đan xen,
mỗi mảnh đều mang theo một câu chuyện riêng của nó. Chúng ta gặp gỡ vô vàn người, trải qua vô số biến cố và những cảm xúc đan xen. Đôi khi chúng ta bị cuốn vào những phân đoạn tình cảm, những mối quan hệ phức tạp, những ý nghĩa khó hiểu. Nhưng không nên níu kéo, không nên bước chân ngược lại thời gian. Hãy mỉm cười và tiến về phía trước với lòng cởi mở và lòng thành thật. Bởi chỉ khi đó, chúng ta mới có cơ hội học hỏi và trưởng thành hơn. Mỗi một lần mỉm cười, chúng ta nhận được một chút sáng suốt, một chút tinh tế trong cách ứng xử. Hãy tạo cho mình một tinh thần tao nhã. Đôi khi chỉ cần một chút tử tế trong lời nói và hành động, cuộc sống sẽ trở nên tươi đẹp hơn nhiều. Và đằng sau nụ cười kia, chúng ta sẽ tìm thấy rạng rỡ hơn, hạnh phúc hơn. Vì nụ cười đó chính là lời cảm ơn cho mọi điều tốt lành trong cuộc sống này. Trong thế giới phồn hoa này, nếu ta biết ít tham cầu, lòng sẽ trở nên tự tại hơn. Khổ đau khó khăn tự nhiên sẽ giảm đi, vì ta không còn bám víu vào những điều vô nghĩa nữa. Miệng ít nói lời vô nghĩa, lòng sẽ được thanh tịnh hơn, không còn nhiễm độc hại từ những suy nghĩ tiêu cực. Bệnh tật tự nhiên sẽ giảm đi, vì ta hạn chế được áp lực, lo lắng đến mức tối đa. Nỗi buồn tự nhiên sẽ giảm đi, khi ta không dồn mình vào tình thương không đáng giá. Bởi khi hiểu rõ, ta không cần nhiều lời để diễn tả. Duyên đến ta trân trọng, nhưng khi hết ta buông tay một cách nhẹ nhàng. Cuộc đời không phải lúc nào cũng mỉm cười, nhưng ta có thể nhìn đời và người một cách an nhiên. Ngắm mặt trời mọc, nhìn hoa nở và tàn, ta nhận ra rằng bụi trần vướng vào đâu, phiền muộn tìm được chỗ nào. Chỉ cần tự tại, ta sẽ thấy bản thân nhẹ nhàng và an lòng hơn. Trong cuộc sống hối hả hiện nay, nhiều người đã bắt đầu quên mất giá trị quý báu nhất, đó là sức khỏe của mình. Họ đang đốt cháy sinh mệnh của mình mỗi ngày một ít mà không hề nhận ra. Lý do được diễn cớ là công việc quá bận rộn, cuộc sống đầy áp lực khiến cho họ không có thời gian cho sinh hoạt điều độ và tập luyện thể dục. Chúng ta cần nên nhớ rằng, sức khỏe là tài sản quý giá nhất mà chúng ta sở hữu. Nếu không quý trọng và chăm sóc, nó sẽ dần mòn đi từ khi còn rất trẻ. Điều đáng buồn hơn, nhiều người chỉ nhận ra giá trị của sức khỏe khi mà bệnh tình đã quá nặng nề, khiến cho họ không thể chịu nổi nữa. Thật là trớ trêu khi chúng ta phải đợi đến khi vấn đề sức khỏe trở nên nghiêm trọng hoặc khi đã về hưu mới bắt đầu quan tâm đến việc dưỡng sinh và duy trì sức khỏe của mình. Chúng ta cần thức tỉnh và nhận ra rằng sức khỏe không phải là điều tự nhiên và tự động duy trì được. Chúng ta phải chịu khó và đầu tư vào việc bảo vệ và cải thiện nó. Hãy dành nhiều thời gian hơn mỗi ngày để chăm sóc bản thân, để thực hiện các hoạt động vận động, duy trì chế độ ăn uống và tìm hiểu về cách sống lành mạnh. Xin hãy nhớ rằng, chỉ khi ta cân bằng được cả hai mặt của cuộc sống, cả về cơ thể và tinh thần, thì mới thực sự đạt được hạnh phúc và thành công đích thực. Khi sức khỏe bắt đầu trở nên bất ổn, đây chính là lúc chúng ta mới thức tỉnh và nhận ra giá trị quý báu của nó. Nhưng liệu còn kịp nữa hay không? Liệu khi còn trẻ trung và năng động, chúng ta có thể cải thiện và bảo vệ sức khỏe của mình hay không? Đó là câu hỏi mà chúng ta nên tự đặt ra mỗi ngày. Dù có thế nào đi chăng nữa, không có tài sản nào có thể đem lại lợi ích lớn hơn so với sức khỏe. Dù ta giàu có quyền lực đến đâu, nhưng khi cơ thể bị kiệt quệ, thì mọi thứ đều trở nên vô nghĩa. Tiền bạc không thể mua lại sức khỏe mạnh mẽ, chỉ có thể dùng để xây dựng một nấm mộ đẹp cho bản thân mà thôi. Vậy hãy quý trọng và chăm sóc sức khỏe ngay từ bây giờ trước khi quá muộn. Hãy dành thời gian và nỗ lực cho việc duy trì chế độ ăn uống lành mạnh, thực hiện các hoạt động vận động, giữ tinh thần lạc quan. Hãy nhớ rằng, chỉ khi ta có cơ thể khỏe mạnh, ta mới có thể thực sự hưởng thụ mọi niềm vui và thành công trong cuộc sống.
cuộc sống như là một hành trình từ đầu đến cuối, từ khi sinh ra đến khi rời đi. Chúng ta không thể tránh khỏi việc đến và rời đi. Nhưng những gì chúng ta làm trong khoảnh khắc ở giữa, đó là điều mà mỗi người tự lựa chọn. Mỗi người có một lối sống riêng, một quan điểm và giá trị riêng của mình. Có người có tiền bạc, tài sản là ưu tiên hàng đầu. Còn có người đặt tình thân, tình cảm lên hàng đầu. Có người sống với lòng biết ơn, vui vẻ và khoan dung. Còn có người luôn mong muốn nhiều hơn, không bao giờ đủ. Mỗi người đều có quyền lựa chọn con đường của mình, nhưng cũng phải chấp nhận kết quả của những quyết định đó. Lúc trẻ ta có thể muốn rất nhiều điều, nhưng khi nằm trên giường bệnh, ta chỉ muốn có sự lo lắng và chia sẻ của những người thân yêu mà thôi. Sự lo sợ về tương lai, về tài chính, về sức khỏe, tất cả đều là những gánh nặng mà chúng ta phải đối mặt. Nhưng cuộc đời không ngừng thay đổi, và chúng ta phải học cách chấp nhận sự tương đối của nó. Không ai giống ai, và mọi thứ đều diễn ra theo cách riêng. Lúc này ta cảm thấy khó chịu hoặc là kiêu kỳ, thường không làm gì được nhiều. Cuộc sống đang trôi qua, nhưng ta cảm thấy như mình đang đứng im, không biết làm thế nào để mà tiếp tục được. Nhưng đừng để những cảm xúc này làm ta mất đi ý chí. Chính lúc này, khi ta còn khỏe mạnh nhất, là lúc ta phải biết chăm sóc bản thân và tranh thủ sống một cuộc đời mình mong muốn. Hãy tạo ra những khoảnh khắc đáng nhớ, hạnh phúc và ý nghĩa. Hãy dành thời gian để làm những điều mình yêu thích, để tận hưởng cuộc sống và khám phá thế giới xung quanh mình. Đừng để bản thân bị lãng quên giữa những loa toan của cuộc sống. Hãy sống mỗi ngày một cách tự do và đầy ý nghĩa, đề cao giá trị của sức khỏe và hạnh phúc của cá nhân. Hãy nhớ rằng cuộc đời là quà tặng quý giá, và chúng ta cần biết trân trọng và tận hưởng nó đến từng khoảnh khắc một. Trên con đường cuộc sống, mỗi người đều phải trải qua những thăng trầm, những trải nghiệm đắng ngắt và ngọt ngào, những cảm xúc buồn vui xen lẫn. Không ai có thể tránh khỏi những khoảnh khắc cay đắng, nhưng đó chính là thử thách để chúng ta trưởng thành và mạnh mẽ hơn. Cuộc sống không phải lúc nào cũng êm đềm và lãng mạn như trong truyện cổ tích. Đôi khi, những mối thâm tình nảy nở từ những khoảnh khắc đau khổ và biến cuộc đời trở nên lãng mạn và ý nghĩa hơn. Bản lĩnh không phải là việc tránh khỏi đau khổ, mà là khả năng biến nó thành một phần của chính mình, để từ đó mạnh mẽ hơn và sống ý nghĩa hơn. Trên thế gian này không hề hoàn mỹ, nhưng đó chính là điều làm cho nó trở nên đáng quý và đáng trân trọng. Mặt trời có lúc đứng bóng, mặt trăng có lúc tròn và lúc khuyết, nhưng chính những biến đổi này tạo ra vẻ đẹp độc đáo và tinh tế của tự nhiên. Nhìn vào những điều không hoàn mỹ, chúng ta mới thực sự cảm nhận được vẻ đẹp và ý nghĩa của cuộc sống. Đó chính là vẻ đẹp đích thực của nhân thế. Khi chúng ta biết trân trọng và chấp nhận những điều không hoàn hảo, để từ đó tạo nên ý nghĩa và giá trị cho cuộc sống của chính mình. Biết chấp nhận là một bài học quý giá mà cuộc sống đã dạy cho chúng ta. Khi ta biết chấp nhận, mọi vấn đề dường như trở nên nhẹ nhàng hơn. Nhưng thực ra, đó chỉ là vì ta đã học được cách đối diện và xử lý chúng một cách khôn ngoan. Người biết cúi đầu không chỉ tránh được va chạm vật lý, mà còn biết tôn trọng và nhường nhịn trong giao tiếp xã hội. Chịu nhường đường không chỉ giúp ta tránh được cuộc đua không cần thiết, mà còn tạo ra một môi trường hòa bình và lịch sự. Trong lòng cầu thị, ta không chỉ nhìn nhận và đánh giá bản thân mình một cách khách quan, mà còn biết đánh giá và tôn trọng người khác nữa. Đó là cách tiến bộ và phát triển, không chỉ trong tư duy mà còn trong quan hệ xã hội. Khi tâm biết đủ, ta cảm nhận được hạnh phúc ẩn giấu trong những điều bình dị, những khoảnh khắc đơn giản của cuộc sống. Hạnh phúc tròn đầy không phải là điều xa xỉ, mà chính là hiểu biết và biết trân trọng những gì mình đã có.
có những lúc chúng ta phải đối mặt với những thách thức không mong muốn và có những quyết định khó khăn phải đưa ra. Có những việc phát sinh mà chúng ta chỉ có thể tiếp nhận và có những người mà chúng ta phải buông tay. Cuộc sống là một chuỗi các lựa chọn và một khi đã chọn lựa thì không thể quay đầu. Tuy nhiên, trong những thời khắc bất lực và khó khăn, chúng ta cũng cần nhìn nhận mọi việc một cách thông thái. Có những thứ mà chúng ta mất đi, nhưng chúng đem lại cho chúng ta bình an hơn là sự đau khổ. Nhẫn nhịn một chút, chúng ta có thể vượt qua được những phiền phức và giải quyết được những vấn đề khó khăn. Một vài lời nói nhẫn nhịn, một vài tình cảm nhẫn nhịn, một vài con người nhẫn nhịn đều là những điều giúp chúng ta thấu hiểu được và học được nhiều hơn. Có những lúc chúng ta không muốn tiếp tục, không muốn buồn bã, nhưng chờ đợi một chút, mọi thứ sẽ thay đổi. Hãy nhẫn nhịn, đối mặt với cuộc sống một cách bình thản và kiên nhẫn, bởi chỉ khi đó, chúng ta mới có thể tìm thấy ý nghĩa hạnh phúc trong từng khoảnh khắc của cuộc sống này. Trong tình yêu, sự chân thành không cần phải được thể hiện ra ngoài mọi lúc mọi nơi, mà thường hiện hữu trong sự lặng im và sự đồng điệu của hai trái tim. Người thương bạn thật lòng sẽ muốn cùng nhau đi đến tương lai, không phải vì những buổi tiệc hoành tráng hay là những sự kiện lớn, mà vì lòng kiên định và sự chấp nhận của cả hai. Duyên phận tốt đẹp không phụ thuộc vào thời gian hay là không gian, mà là sự hòa hợp và sự hiểu biết giữa hai người. Dù có gặp nhau mỗi ngày hay không, thì đều có duyên. Thời gian và không gian đều không là vấn đề. Nhưng nếu không có duyên, dù gặp nhau hàng ngày cũng không mang lại ý nghĩa gì. Vì thế cho nên trong tình yêu, không phải chỉ là tình cảm mà còn là duyên phận và sự đồng điệu của hai trái tim. Chỉ khi hai người hòa hợp và chấp nhận lẫn nhau thì tình yêu mới thực sự có ý nghĩa. Đời sống của chúng ta thường trải qua những biến động không lường trước, và một trong những sự thật đau lòng nhất là chúng ta thường chỉ nhận ra giá trị của những gì mình đã có sau khi nó mất đi. Người ta thường nói đến khi mất đi mới biết trân trọng, nhưng thực tế là chúng ta luôn biết những gì mình đang có, chỉ là chúng ta ngờ rằng chúng sẽ không bao giờ mất đi. Mỗi ngày ta sống trong niềm tin rằng mọi thứ sẽ không thay đổi, rằng những người thân yêu, những mối quan hệ và những khoảnh khắc đáng trân trọng sẽ mãi mãi ở bên ta. Nhưng thực tế không phải như vậy. Đôi khi chúng ta phải trải qua những mất mát đau đớn để nhận ra giá trị thực sự của những điều đó. Đó là lúc chúng ta nhận ra sự quý giá của những người thân yêu, của những mối quan hệ chân thành và của những khoảnh khắc đáng giá mà chúng ta từng có. Đó là lúc chúng ta bắt đầu trân trọng mỗi phút giây đang trôi qua và học cách không bỏ lỡ cơ hội để yêu thương và trải nghiệm cuộc sống một cách chân thành nhất. Có những khoảnh khắc tưởng chừng nhỏ bé nhưng lại chứa đựng những giá trị vô cùng quý báu. Hãy tranh thủ tận hưởng mỗi việc nhỏ, mỗi khoảnh khắc, bởi vì khi nhìn lại quá khứ, bạn sẽ hiểu rằng những điều đó thực sự rất quan trọng. Có những buổi sáng êm đềm, nắng lên nhẹ nhẹ, hương cà phê thơm phức và ngoài kia tiếng chim ríu rít. Những thứ nhỏ bé nhưng tạo nên một ngày mới thật tươi đẹp. Có những cuộc trò chuyện với người thân yêu, những cử chỉ ân cần, những lời nói ngọt ngào, những điều đơn giản nhưng khiến cho trái tim ấm áp. Và có những khoảnh khắc khi trở thành hồi ức khiến cho bạn nhận ra sự quý giá từ những điều nhỏ bé ấy. Đó có thể là một bữa cơm sum vầy bên gia đình, một cuộc hẹn với bạn bè, hoặc chỉ là một buổi chiều dạo phố một mình. Những khoảnh khắc như thế khi trở thành kỷ niệm mới thực sự làm cho cuộc sống trở nên đầy ý nghĩa và đáng trân trọng hơn. Khi bạn nỗ lực hết mình và đặt ra tất cả niềm tin vào mục tiêu của mình, đôi khi bạn có thể cảm thấy thất vọng khi người khác không chắc chắn sẽ để tâm. Nhưng hãy nhớ rằng chỉ cần bạn thôi cố gắng, người ta sẽ chú ý đến bạn.
Có những lúc dù bạn cố gắng hết sức, nhưng mọi thứ vẫn không diễn ra theo ý muốn của mình. Nhưng đừng nản lòng, bởi đôi khi điều đó chỉ là biểu hiện của việc trời không muốn cho bạn nhận lấy những điều không đúng về bạn. Không phải vì bạn không xứng đáng, mà là vì đã dành cho bạn những điều tốt đẹp hơn. Hãy tiếp tục nỗ lực và không bao giờ từ bỏ. Dù có khó khăn, xin hãy tin rằng mọi thứ rồi sẽ trở nên tốt đẹp hơn trong tương lai. Điều quan trọng là bạn đã cố gắng và điều tốt đẹp sẽ đến với bạn vào thời điểm thích hợp nhất. Đơn giản thường mang lại niềm vui và hạnh phúc, nhưng không phải ai cũng biết cách sống đơn giản. Thường thì những người vui vẻ ít hơn so với những người phức tạp, vì họ đặt quá nhiều suy nghĩ và lo lắng vào những điều không cần thiết. Người đau khổ thường đầy rẫy những phiền phức vì họ không biết cách quyết định và buông bỏ những thứ không cần thiết. Họ luôn nghĩ trước và tính sau, không dám quyết đoán, và vì vậy họ trở nên căng thẳng và lo lắng. Vậy cho nên chúng ta cần học cách đơn giản hóa cuộc sống của mình. Đừng do dự khi cần phải quyết định, và hãy thẳng thắn buông bỏ những thứ không cần thiết, bởi chỉ khi chúng ta kết thúc những điều cần kết thúc mới có thể khởi đầu điều mới mẻ và tích cực hơn. Hãy sống một cuộc sống đơn giản với ít lo lắng và suy nghĩ hơn. Hãy thẳng thắn và quyết đoán trong một quyết định của mình, và hãy biết buông bỏ những điều không cần thiết. Cuộc sống giống như một cây đàn, đều có hai phím đen và trắng. Phím trắng biểu trưng cho những khoảnh khắc vui vẻ, và phím đen biểu trưng cho những thử thách và đau thương. Nhưng chỉ khi hai loại phím này kết hợp cùng nhau thì mới tạo ra âm thanh rất hài hòa. Thử thách là điều không thể tránh khỏi trong cuộc sống này. Chỉ khi chúng ta đối mặt và vượt qua những khó khăn, những nỗi sợ hãi mới có thể trở thành những người có tính cầu tiến cao. Mỗi thử thách là một cơ hội để chúng ta trưởng thành và học hỏi, và chỉ qua đó chúng ta mới có thể thấy được bản thân mình trở nên mạnh mẽ và đầy nghị lực. Dù cho cuộc sống có những thời khắc tầm thường, nhưng vẫn cần phải đối diện và đấu tranh. Đừng trốn tránh hay là quán trách, mà phải chấp nhận và vượt qua. Thời gian luôn di chuyển và cuộc sống luôn thay đổi. Vì vậy, đừng để lỡ cơ hội làm cho cuộc sống của bạn trở nên ý nghĩa và đáng sống. Mỗi người sống trong một thế giới riêng và thường gặp gỡ những người tương ứng với thế giới đó. Quan hệ và kết giao của bạn thường phản ánh tính cách và giá trị của bạn, và chúng thường thay đổi tùy theo vị trí và độ cao mà bạn đang đứng. Nhưng điều quan trọng là dù ở đâu và với ai, tâm hồn rộng mở sẽ mở ra bầu trời xanh rộng lớn trước mắt. Bạn có thể nhìn thấy những cảnh quan độc đáo và nhận ra những giá trị ẩn sâu trong cuộc sống. Có lúc bạn có thể cảm thấy chưa gặp được những người bạn kỳ vọng, nhưng thường đó là do bạn chưa sẵn sàng hoặc chưa chuẩn bị đủ, chưa hoàn thành những giá trị tương ứng. Hãy tập trung vào việc hoàn thiện bản thân, phát triển giá trị của mình, và tự nhiên những người phù hợp sẽ đến với bạn vào thời điểm đúng đắn nhất. Hãy luôn nỗ lực để hoàn thiện bản thân và tin rằng mọi điều tốt đẹp sẽ đến với bạn theo cách tự nhiên nhất. Điều quan trọng là bạn luôn cố gắng và không ngừng thay đổi bản thân của mình, vì chỉ có như vậy bạn mới có thể thu hút những người tương xứng, và cuộc sống của bạn sẽ trở nên phong phú và ý nghĩa hơn. Hạnh phúc thực sự đến từ việc biết cách nhìn vào thế giới xung quanh và nhìn vào chính bản thân mình. Thỉnh thoảng khi tâm trạng nặng nề và đau khổ tràn trề, chúng ta thường cảm thấy mọi người xung quanh đều xấu xa và đáng nghi ngờ. Khi chúng ta nghĩ xấu về người khác, thật ra đó là tâm trạng của chính bản thân ta. Khi ta tưởng tượng điều tốt đẹp về người khác, đó là lúc ta cảm nhận được sự tốt lành trong lòng của mình. Hạnh phúc và sự thoải mái chỉ đến khi ta nhận ra rằng không ai xấu xa, không ai đáng sợ. Nếu có, chỉ là tâm trạng tiêu cực của chúng ta đang nghĩ xấu về họ mà thôi. Chúng ta cần nhớ rằng mỗi người
đều có mặt tốt và mặt xấu. Nhưng có những người chưa có điều kiện để thể hiện điều đó. Chúng ta cần mở rộng và nhìn nhận mọi người với tình yêu thương và sự khoan dung, vì chỉ khi đó chúng ta mới thực sự cảm thấy hạnh phúc và yên bình. Hãy thử tập trung vào những điều tốt đẹp trong người khác để tâm hồn của chúng ta cảm thấy thoải mái và bình yên hơn. Mỗi ngày, mỗi tháng, hoặc thậm chí là cả một năm, hãy cố gắng không nhìn thấy điều xấu xa trong ai đó. Thử xem liệu tâm hồn của chúng ta có trở nên nhẹ nhàng và thanh thản hay không. Hãy như một đốm lửa nhỏ trong mùa đông lạnh giá, hay như một giọt nước mát dịu giữa cái nắng hè oi bức, để tâm hồn của bạn có thể lan tỏa và làm ấm lòng người. Hãy phát triển lòng từ bi và tình yêu thương, để tâm hồn của bạn được chứng minh và tôn vinh trong lòng mọi người. Ánh nhìn đơn giản không chỉ là việc mắt nhìn, mà còn là cách chúng ta nhìn nhận mọi thứ trong cuộc sống hiện tại. Khi chúng ta học cách nhìn đơn giản, tâm trạng của chúng ta trở nên trong sáng và nhẹ nhàng hơn. Nhưng điều này không hề đơn giản như ta nghĩ. Để có cái nhìn như thế, chúng ta phải học cách từ bỏ sự phức tạp và bận rộn và tập trung vào những điều cơ bản, tinh tế nhất của cuộc sống. Chúng ta cần phải học cách thư giãn, đặt lòng tin vào sự tự nhiên và đẹp đẽ của mọi thứ xung quanh mình. Ánh nhìn đơn giản là cách chúng ta giải phóng tâm hồn khỏi những gánh nặng của quá khứ và lo lắng về tương lai. Hãy để ánh nhìn của chúng ta trở nên đơn giản và tâm trạng của chúng ta sẽ được làm sạch và thanh thản như ánh sáng trong buổi sáng mới bình minh. Làm chủ cảm xúc, đặc biệt là những cảm xúc tiêu cực như nỗi giận dữ, là một bước quan trọng trên con đường phát triển bản thân và tinh thần. Không phải ai cũng có khả năng tự kiểm soát và điều chỉnh cảm xúc của mình. Nhưng những người thành công thường là những người biết cách làm chủ được bản thân trong mọi tình huống. Nổi giận là một phản ứng tự nhiên, là bản năng của con người. Nhưng việc làm chủ được nổi giận, biết kiểm soát và xử lý nó một cách thông minh và tỉnh táo mới thực sự là bản lĩnh. Nếu chúng ta không làm chủ được cảm xúc của mình, chúng ta sẽ trở thành nô lệ của chúng, bị chúng thao túng và làm mất kiểm soát. Làm chủ cảm xúc không phải là việc giấu giếm, không biểu hiện ra bên ngoài, mà đó là việc hiểu biết và tự kiểm soát cảm xúc của mình, biết cách thể hiện chúng một cách khôn khéo và tích cực. Đó không chỉ là sự thẳng thắn, mà còn là sự sáng suốt, biết khi nào nên nói và khi nào nên im lặng. Làm chủ cảm xúc cũng đồng nghĩa với việc học cách suy nghĩ trước khi phát ngôn, để tránh những hậu quả không mong muốn mà nổi giận có thể gây ra. Một trong những sai lầm lớn nhất của chúng ta chính là giữ lại tất cả những tật xấu và những cảm xúc tiêu cực nhất trong lòng, đặc biệt là đối với những người thân yêu nhất. Đừng để những cảm xúc tiêu cực hiện hữu trên gương mặt của mình, vì đó là một loại biểu hiện khiến cho người khác cảm thấy chán ghét bạn. Nếu bạn không thể kiểm soát được cảm xúc của chính mình, thì dù bạn có sở hữu cả thế giới này, sớm hay muộn, bạn cũng sẽ phá hủy tất cả những gì mà bạn đã xây dựng. Chúng ta cần phải nhớ rằng, mỗi cảm xúc tiêu cực mà chúng ta truyền đạt đều là một viên gạch nặng mà chúng ta đặt lên vai ai đó, nó làm cho chúng ta khó di chuyển hơn. Thay vào đó, hãy học cách kiểm soát và biểu hiện cảm xúc của mình một cách tích cực và lành mạnh. Hãy biến những tật xấu thành điểm mạnh và biến những cảm xúc tiêu cực thành động lực để thay đổi và phát triển bản thân. Điều quan trọng nhất là hãy trân trọng những người thân yêu và không để họ phải chịu đựng những tác động tiêu cực từ chính bạn. Có những lúc chúng ta không thể kiểm soát được cảm xúc của mình. Và trong những khoảnh khắc đó, những lời nói của chúng ta có thể gây ra tổn thương không ngờ đến cho người khác. Đó có thể là những lời lẽ nặng nề hoặc là hành động thiếu suy nghĩ. Nhưng dù là nhỏ nhất, chúng vẫn có thể để lại dấu vết đau lòng và khó lòng phai nhòa được. Đôi khi chúng ta không nhận ra tác động của những lời nói của mình cho đến khi đã quá muộn. Những từ ngữ không kiểm soát có thể làm hỏng mối quan hệ,
phá vỡ lòng tin và gây ra nỗi đau không thể xoa dịu được. Những lời lẽ một khi đã được nói ra không thể lấy lại được, và những hệ lụy của chúng có thể tồn tại mãi mãi trong lòng người nghe. Vì vậy, hãy làm người thông cảm và nhẫn nhịn. Hãy luôn giữ cho tâm trạng của mình trong sạch và bình tĩnh, và cân nhắc trước khi nói ra bất kỳ từ ngữ nào. Để tránh gây ra tổn thương không cần thiết cho người khác, hãy đặt mình vào vị trí của họ và cân nhắc trước khi muốn nói bất cứ một điều gì. Hãy biết trân trọng và giữ gìn mọi mối quan hệ, vì một từ ngữ thiếu suy nghĩ có thể phá hủy một mối quan hệ mà cả đời đã cố gắng xây dựng. Một lời nói hay có thể sưởi ấm cả mùa đông, còn một câu nói không tốt có thể làm rét lạnh cả tháng sáu. Đôi khi chúng ta không nhận ra sức mạnh của từng lời nói, và không biết được một lời buột miệng trong cơn giận có thể gây ra tổn thương lớn cho người khác. Người ta thường nói rằng những người thân thiết nhất càng trưởng thành, họ càng học được cách bao dung và kiểm soát cảm xúc của mình. Họ học được cách không để những xúc động nhất thời làm họ mất đi những người thân yêu nhất. Và đúng với câu, người sửa được tính cách của bạn là người yêu, người chịu được tính cách của bạn là người bạn yêu. Mối quan hệ thực sự vững chắc không chỉ là những lời nói dịu dàng, mà còn là sự hiểu biết và chấp nhận từ hai phía. Hãy luôn nhớ rằng, mỗi lời nói, mỗi hành động của chúng ta đều mang lại hậu quả. Hãy biết trân trọng và cân nhắc trước khi nói hoặc làm bất kỳ điều gì, để không gây ra tổn thương không đáng có cho những người xung quanh, đặc biệt là những người mà chúng ta yêu thương và quan trọng nhất trong cuộc sống này. Quý Phật tử và quý tín giả thân mến, trong cuộc sống có rất nhiều điều quý giá, nhưng quan trọng nhất là tâm. Tâm khởi phát cho mọi khổ đau và hạnh phúc. Dẫu biết rằng nhu cầu thiết thực của mỗi con người là tiền tài, danh vọng, vật chất, và họ cố gắng để đạt được những thứ thực tại bằng nghị lực, sự chăm chỉ. Nhiều người thích tiền tài, danh vọng, vật chất. Điều này không sai, đó là nhu cầu thiết thực và đáng trân trọng. Đúng hơn là những người làm giàu chính đáng bằng chữ tâm, tài. Nhưng còn không ít nhóm người bất chấp luân thường đạo lý, bất chấp đúng sai để chạy theo đồng tiền, rồi cuối cùng cũng chỉ khiến cuộc sống bế tắc, bất hạnh hơn mà thôi. Vậy, tâm không phân biệt hiểu sao cho đúng. Xin mời quý tín giả của công ty truyền thông Phật giáo Thành Đạt Media cùng nghe tiếp video. Nếu một người làm việc thiện, ca ngợi người làm việc thiện, nhưng lại luôn có ý khinh ghét bán bộ những người làm việc ác, thì người đó vẫn bị mắc kẹt giữa thiện ác, chưa có được tâm không phân biệt. Và thực ra, khi tâm họ nảy sinh khinh ghét hay bán bộ người khác, thì tâm họ lúc này không còn là thiện nữa, hay dính mắc vào nghiệp bất thiện rồi. Vậy nên, một người làm việc thiện mà không vượt qua được tư duy phán xét, dính mắc thì thật ra cuộc sống của họ vẫn là thiện ác đang xen nhau. Có một người bạn nọ, kể từ tu học theo chánh pháp, bạn thấy ra được những mê tín dị đoan trong gia đình, như việc cha mẹ mỗi lần có việc gì hệ trọng là đi thầy bói coi ngày, đi chùa thắp hương khẩn cầu điều này điều nọ, duy trì việc đốt vàng mã. Bạn cảm thấy rất khó chịu và bất lực trước hành vi nhận thức của cha mẹ, nhưng càng lên tiếng cha mẹ bạn càng tức giận. Người bạn ấy đã không hiểu rằng đó là tự do tín ngưỡng của mọi người. Mình không thể lấy cái tâm phân biệt để dẹp bỏ hay làm tổn thương niềm tin của người khác. Như thầy Phủ Minh đã từng nói, người không biết bơi đương nhiên phải bám vào bất cứ cái phao nào mà họ nhớ được. Bảo họ bỏ cái phao, làm sao họ không tức giận cho được. Cũng thế, khi người chưa đủ tự tin hay chánh tín, hãy để họ bám vào niềm tin nào đó mà họ cảm thấy an tâm. Mỗi người vốn có trình độ căn cơ khác nhau, nên mới có nhiều pháp môn, phương tiện khác nhau để đáp ứng. Dù đang học đại học, thì cũng không nên chê trung học hay tiểu học, mà nên tùy trình độ
để chia sẻ chánh pháp. Cũng vậy, tâm không phân biệt, tức là nhìn ra được căn cơ trình độ của chúng sinh là khác nhau, để từ đó thấu hiểu, thông cảm thay vì phán xét và gây chia sẻ. Một người làm việc ác hay đang có những hành vi sai trái thì điều đó cũng không nói rằng họ toàn ác. Bởi bản chất tâm của chúng sinh vốn giống nhau là điều có Phật tánh. Chẳng qua là đang bị vô minh, bản ngã tham, sân, si, che mờ mà hành vi nhận thức chưa đúng tốt hoàn toàn. Thế nên, người thấy ra được sự thật đã bao hàm luôn cả việc không để mình bị mắc kẹt trong sự thật ấy. Khi một người tu học, vấn đề thường thấy là họ lại để chính mình bị mắc kẹt vào hiểu biết riêng của bản thân. Chẳng hạn, một người có tri thức về tông phái này lại khởi tâm phán xét tông phái khác. Tức là khi theo một tông phái thì họ lại mắc kẹt vào niềm tin của tông phái đó. Chẳng phải các cuộc chiến tranh và xung đột trên thế giới này đều bắt nguồn từ việc mắc kẹt vào một niềm tin nào đó hay sao? Vì không thể chấp nhận được sự khác biệt, vì cực đoan cho rằng niềm tin của mình là đúng đắn, là tuyệt vời hơn tất cả, nên tâm sân mới khởi lên, thù hận và nóng giận bắt đầu thúc đẩy họ tạo tác động lên những hành động sai trái, gây tổn thương, đau đớn và mất mát cho hàng tá con người và chúng sinh khác nhau. Nhiều người lầm tưởng rằng tâm không phân biệt, tức là thấy thiện ác, đúng sai đều như nhau, nhưng đó là một quan điểm hết sức sai lầm, tà kiến. Một người ngộ ra sự thật là người nhìn ra được bản chất hai mặt của cuộc sống, nhị nguyên, nhưng không bị dính mắc, bám chấp vào nhị nguyên. Ta gọi đó là bất nhị hay trung đạo, tức vượt lên được nhị nguyên. Tiếp sau đây, mời quý thính giả cùng lắng nghe 14 điều răn dạy của Đức Phật và 18 điều suy niệm. 14 điều răn dạy của Đức Phật. 1. Kẻ thù lớn nhất của đời người là chính mình. 2. Ngu dốt nhất của đời người là dối trá. 3. Thất bại lớn nhất của đời người là tự đại. 4. Bất hạnh lớn nhất của đời người là ghen tị. 5. Sai lầm lớn nhất của đời người là đánh mất mình. 6. Tội lỗi lớn nhất của đời người là bất hiếu. 7. Đáng thương lớn nhất của đời người là tự ti. 8. Đáng khâm phục lớn nhất của đời người là dương lên sau khi vấp ngã. 9. Phá sản lớn nhất của đời người là tuyệt vọng. 10. Tài sản lớn nhất của đời người là sức khỏe, trí tuệ. 11. Món nợ lớn nhất của đời người là tình cảm. 12. Lễ vật lớn nhất của đời người là khoan dung. 13. Khiếm khuyết lớn nhất của đời người là kém hiểu biết. 14. An ủi lớn nhất của đời người là bố thí. 18 điều suy niệm. 1. Kho tàng vô tận của ta là nụ cười. 2. Thông minh lớn nhất của ta là tự chủ. 3. Công bình lớn nhất ta có là thời gian. 4. Bạn thân nhất của ta là sức khỏe. 5. An ủi nhất của ta là bố thí. 6. Sức mạnh nhất của ta là khoan dung. 7. Thông thái nhất của ta là tình thương. 8. Hy vọng nhất của ta là tự thay đổi. 9. Thành công nhất của ta là sự lễ độ. 10. Kẻ thù nhất của ta là tham vọng. 11. Cô độc nhất của ta là mặc cảm. 12. Dại dột nhất của ta là tuyệt vọng. 13. Đau khổ nhất của ta là tự ti. 14. Sai lầm nhất của ta là dối trá. 15. Ăn năn nhất của ta là bất hiếu. 16.
Tật nguyền nhất của ta là ghen tị. 17. Yếu đuối nhất của ta là thịnh nộ. 18. Thất bại nhất của ta là tự kiêu. Nam mô A Di Đà Phật.